Hôm nay 10 tháng 10 tại hội trường Tỉnh ủy Kiên Giang, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ 11 nhiệm kỳ 2022-2027 khai mạc ngày làm việc thứ nhất. Tham dự có ông Nguyễn Văn Phích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nhân dân Tỉnh ủy. 249 đại biểu chính thức là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho niềm tin, ý chí và nguyện vọng của gần 62.000 đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang khóa 10 Phan Đình Nhân khẳng định, hướng về Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ 11, các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh thiếu nhi trong tỉnh đã tích cực thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng đại hội. Đại hội lần thứ 11 có nhiệm vụ quan trọng là đánh giá một cách toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017-2022. Tìm và phân tích sâu sắc nguyên nhân của những hạn chế và rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 với những giải pháp phù hợp mang tính khả thi cao, đặc biệt là giải quyết được các vấn đề khó khăn của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong bối cảnh có nhiều thách thức đang đặt ra. Đồng thời nghiên cứu, xem xét và lựa chọn bầu cử Ban chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kiên Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn theo quy định, có tính kế thừa, có kiến thức, phẩm chất tốt, có khả năng cụ thể hóa, năng lực thực tiễn để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Với tinh thần tuổi trẻ Kiên Giang đoàn kết, xung kích, sáng tạo, khát vọng, phát triển, những quyết định của đại hội thể hiện ý chí và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ, xây dựng đoàn vững mạnh, tăng cường giáo dục, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Đồng hành phát huy vai trò thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, góp phần xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng phát triển, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Với ý nghĩa sâu sắc đó, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội. Thông qua chương trình nội quy quy chế làm việc của đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội, trình bày dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang khóa 10, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành khóa 10, nhiệm kỳ 2017-2022, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang và văn kiện Đại hội Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027, báo cáo đóng góp tổng kết thực hiện điều lệ đoàn khóa 11 và nội dung đề xuất sửa đổi bổ sung điều lệ đoàn. Tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã chia tổ thảo luận chuyên sâu về 5 nội dung. Tại phiên làm việc thứ hai, đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027, tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành khóa 11 tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị đã thảo luận dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Phiên trọng thể của Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ chính thức khai mạc vào sáng mai, ngày 11 tháng 10.